Hello, ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Khải nè mày. Ngày hôm nay thì Khải sẽ chuyển phái con lôn về con Giò Đan được giải bùa cho Bang nè mày. Hiện tại với thế lực hiện tại bây giờ thì Bang đang rất là thiếu thốn ở vấn đề Giò Đan nè. Nên là Khải từ con lôn bây giờ Khải quyết định cũng gần một tuần rồi. Khải sẽ đổi con lôn của Khải này về Giò Đan để đánh hỗ trợ Bang. Cũng như là đi tống kim này nọ luôn nha nè. Rồi, thì con này Khải cũng 3 muốn tím. Thì giờ Khải đổi gì Giò Đan thì còn 2 muốn tím thôi nè mày. Tại vì Khải chưa ép được bao tay. Chắc ít hôm Khải sẽ lên bao tay. Trước mắt thì Khải được 2 muôn tím, đó là một cái áo thủ lý làm chậm. Ok, phủ hoàn à. Một cái loài sắc nội công 183 thì giọng độc 40. Đó, ok. Có nhiều niềm với Khải cũng suy nghĩ khá là ok nè mà. Rồi, bây giờ Khải sẽ chuyển qua một số đồ Khải đang trong chú quyền mang cho anh em xem. Rồi, ok. Áo đai lưng. Áo đai lưng. Bao tay nuốt dây. Ở đây bao tay nữa rồi. Bao tay chưa lái, bao tay rớt rồi. Khải lái bao tay lại. Bao tay nữa nè. Ít hôm Khải sẽ ép bao tay thủy nữa là xong như nè. Đây. Áo nè. Đai nè. Giày nè. Vũ khí nè. Nhẫn nè. Dây chuyền nè. Nón nè. Đó. Ok. Đã thiếu cái ngọc bội chống 40 kháng hỏa nữa nè mà. Cái này là Khải mua xong. Trước mắt là như thế này Khải đổi phái nha. Má rương mình chọc quá nè mày. Tháo hết đồ ra mới đổi phái được. Đừng coi chọc rương quá. Rồi cho mấy cái đồ này qua con nghe mì cắt đây. Ok nè mày, sau khi dọn rương xong thì giờ chúng ta sẽ nạp tín vọng một phá mà đổi phá cho nè. Khi nạp nha, ok. Nạp nè. Đại đang thiếu ngọc bội chống kháng hỏa nữa, đợi Khải tìm sau nè mày. Này cứ chống mắt mình đổi ngay tí mình đi chẳng là còn hỏi này nọ nè. Thông đoạn phá Giò Đan mà. Giò Đan quyền pháp nha. Ok mày lê, lấy chút đọc hay hơn, ok nè. Rồi, sau khi xong thì giờ tăng ít điểm vào mang đồ ăn đặt vô cho nó hấp dẫn này. Một nè. Đó, giờ thì một số đồ để mình xem cho nó hợp lý. Này cứ mang cho trước đường nào cũng tay tí nữa mà, cũng tay tí lại nữa mà, 164. Chọn trong thông pháp 138 quá đã. Kim. Rồi ok, xong chế độ. Con này thừa được Khải mở khó Khải giao dịch qua khác nữa. Ok, được Khải mở khó. Đây. Sau khi xin qua Giò Đan thì mình sẽ có skill là giải bùa cho Bang như nào. Chứ tụi này sẽ giải bùa lại cho Bang. Chứ không có đánh solo kiểu con lồn nữa. Rồi, vậy thôi, đơn giản là thế. Đang quyền pháp, ok. Trời, tên mới mặc đồ không kiểu giờ nó không có đủ điểm nhiều. Nói chung phải lên đảo nó một lần nữa để tên chuẩn lại điểm nha nè. Giờ có tên cho anh em xem quyền pháp. Này thì kỹ năng khá chắc mát. Thừa kỹ năng là đúng, không chống phá. Chạy sâu ít nè. Nỗ lực hộ thân này. Đi vào đang này hỗ trợ Bang nữa mà. Cái con lũng đao này cũng không ăn thua à. Rồi. Mắt chạy luôn. Ok, mắt tất cả nha. Này thì đáng lý là Khải sẽ tăng theo kiểu full đa full nội công nè. Nhưng mà hiện tại Khải đang kiểu này là Khải đang mặc đồ tạm thôi nè mày. Thì Khải sẽ lên đảo lại sau.
Ok. Giải bùa rồi cho bang em ơi. Giải bùa rồi chứ. Giải bùa. Đó, tầm này là mắt anh em. Nói chung là 20 cộng 8, quên 18 cộng 2 là gọi là mắt rồi nha mọi người. 18 cộng 2 là mắt rồi nha. Đạo giờ Khải sẽ thiếu ở cái chỗ kháng hỏa này mà. Ngọc bội thì Khải sẽ làm một ngọc bội kháng hỏa trên 15-40. Ngọc bội kháng hỏa 15-40 thôi là cũng ok, ok. Lượng kháng hỏa trên 60 được rồi này mà. Kháng loại mát này, kháng hàng mát, kháng phòng thủ 50. Đó. Rồi, cho anh em xem sơ qua sơ đồ nha. Ok, thắng trận ơi. Một con nón 25-40, 25-40. Không banh, thời gian chúng động 40. Sinh lực 134. Khả đang ưu tiên sinh lực nha. Và một cây lôi sắc nội công 183, sinh lực 193, làm 140. Quên lộn thời gian chúng động 40. Thì chốt là được 80 làm thời gian chúng động nha. 80 thời gian chúng động. Tiếp tục áo thì phục hồi 40, làm 140, sinh lực, lực và phòng thủ lấy 24. Rồi gia truyền kháng cả 16. Giá trị thì Khải không có đi làm chậm nữa, tại vì nếu mà đi làm chậm thì không có giá trị kháng cả cao nữa mà. Khải đang đi kháng cả cao nữa là Khải đi 40 làm chậm thôi. Đó. Tại vì giá trị nó không đơn giản nữa mà, sau này mà có mua được giá trị nào mà làm chậm 40, kháng kháng tất cả trên 15 hoặc 13 thì mua thôi đó. Đó. Hiện tại bây giờ thì chưa có là không mua thôi. Rồi, hiện tại đang đi vào tay chống 40. Kháng hỏa 17 sinh lực 151. Đang đi một cái nhẫn kháng độc 22 sinh lực 100, năng lực 47-48. Đi một cái nhẫn kháng lôi 27 sinh lực 103. Phục hồi lực 9 điểm. Đi một đại lưng kháng lôi 30, sinh lực 77. Đó. Rồi kháng lôi 30 đúng rồi. Một cái đôi giày tóc 30, chuyển hóa 9, kháng độc 20, sinh lực 83 và sinh lực 93. Một cái trang sức sinh lực 200. Đó. Rồi. Rồi hiện tại mà Khải tháo cái này 30 là thử là kháng lôi nó được bao nhiêu. Kháng lôi 53. À, 53 nếu vậy thì khả năng khả đưa thêm 20 kháng lôi, 23 kháng 25 kháng lôi nữa được 78. Ôi giả đỡ là khả lái cái đai lưng kháng lôi kia khả năng nữa mà. Khả lái đai lưng kháng lôi 25 sinh lực 120 khả năng nữa mà. Ok. Khả lái cái đai lưng kháng lôi 20 sinh lực 100 mấy á.